Rồi, chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản. Có cái tiêu đề làm gì để chặn đường đầu cơ. Như các bạn biết, tình trạng đầu cơ bất động sản của chúng ta diễn ra khắp nơi, kéo dài trong một thời gian rất là dài. Báo chí đăng đàn cũng rất là nhiều. Các cơ quan nhà nước cũng bàn thảo rất là nhiều. Trong đó có một giải pháp, đó là dùng thuế để điều tiết. Nhưng mà có chuyện này bàn cũng rất là lâu rồi, hiện bây giờ vẫn chưa có kết quả gì rõ ràng các bạn. Để ngày nay cái bài này người ta phân tích thêm để cho chúng ta có thêm một cái góc nhìn nữa. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản như thuế tài sản nhà ở nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ. Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Sau khi có quy định về nới lỏng giãn cách xã hội, thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu phục hồi đáng kể, lượng giao dịch, giá bất động sản tại nhiều nơi đang có xu hướng sốt nóng trở lại. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường bất động sản chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro. Tình trạng các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp vi phạm quy định luật pháp còn xảy ra tại một số địa phương. Cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Theo lãnh đạo của Bộ Xây dựng, một số trường hợp đấu giá trúng giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Có trường hợp cao bất thường có thể tạo tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản. Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm ẩn nguy cơ gây ra bong bóng hoặc các diễn biến bất thường, dự báo tình hình thị trường bất động sản trong thời gian tới tại địa phương mình. Đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra. Cái giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương và đời sống của người dân. Nó chỉ đạo ráo riết như vậy nhưng mà chưa thực hiện đa đến đâu hết các bạn ạ. Sốc đất vẫn là sốc đất, đầu tư tâm lý đám đông vẫn là theo đám đông, còn tung tin đồn thổi hiện bây giờ vẫn nhan nhản ở khắp nơi, nghe từ hành tráng nhưng mà kết quả nó chưa đau và đau hết các bạn, còn xa và rất xa. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương đánh giá cụ thể tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, đặc biệt là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường. Nếu có tác động tiêu cực, các cơ quan này cần đề xuất các giải pháp để hạn chế. Điều vừa rồi là các bạn biết giá đất ở Thủ Thiêm đó với một cái mức giá tới 2 tỷ tư đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần phải điều tra xem thử là có gì ở đây không, nhưng mà nó các bạn những qua là cũng cũng man chắc đánh động thôi, tại vì thực tế người ta làm đúng theo luật pháp thì cũng không có làm gì được họ trơn á, vì giá đó công khai được cái gì tôi mua tôi đóng tất cả các loại tiền cho nhà nước mà, chứ họ đâu có vi phạm gì đâu, đâu làm gì được họ đâu đâu các bạn. Còn tôi đáo trúng rồi mà tôi không tham gia, tôi ký hợp đồng thì mất tiền cọc. Tiền cọc đợt này cũng nhiều chứ đâu ít đâu. Giờ lên hù dọa thôi cũng chưa làm gì được đâu các bạn ạ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng quyết định trao Bộ Tài chính yêu cầu nghiên cứu bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản, như thuế tài sản nhà ở nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ, khai thác có hiệu quả bất động sản nhà ở và đảm bảo quyền lợi của nhà nước. Đó, câu chuyện này bàn đi bàn lại rất là nhiều lần rồi các bạn này. Đó, ngày hôm nay Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu mấy mươi năm rồi lại tiếp tục nghiên cứu tiếp. Đánh thuế cái gì đó, điều quan trọng nhất là đánh những căn nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Còn bây giờ tôi có một cái nhà duy nhất tôi ở mà đánh thuế là người dân cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đó các bạn. Cho nên cái mức thuế như thế nào và cái đối tượng nào đánh, cho đánh tràn lan thì hả, nói các bạn là người dân họ cũng phản ứng chứ không phải là không phản ứng đâu các bạn. Nhà là có mái ấm,
cái mà sở hữu tài sản riêng của họ. Tất nhiên ở nước ngoài người ta đóng thuế rất là cao, nhưng mà cũng tùy theo cái. Cái thứ nhất thì người ta đóng thuế thấp hơn, còn cái thứ hai, thứ ba anh sở hữu nhiều thì anh đóng thuế nhiều. Những cái nơi vị trí đẹp, những cái nơi trắc địa hoặc là những cái bất động sản sang trọng thì đóng thuế cao hơn. Chứ còn dân mình lầm cô câu cúc mà có một cái mà đóng thuế đúng là cũng đuối đó các bạn. Nên là nhà nước phải hết sức cẩn thận, chứ không là cũng gây ra bất ổn xã hội. Liên quan đến vấn đề về thuế bất động sản, trước đó Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất đánh thuế rất cao đối với các hành vi mua bán chuyển nhượng lại nhà đất ngay sau khi tạo lập để triệt tiêu ý chí đầu cơ của nhà đầu tư lướt sóng. Ngoài ra, hiệp hội này cũng nhất trí đề xuất của Bộ Xây dựng cần thiết xem xét ban hành thuế bất động sản đánh trên giá trị nhà và đất. Bởi hiện nay người sở hữu nhà chưa nộp thuế tài sản nhà ở mà chỉ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong khi đó đất ở với một mức thuế suất hạn mức rất là thấp, chỉ 0,03%, cho nên mức nộp thuế gần như không đáng kể. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bất động sản thì việc nghiên cứu hoàn thiện các chính sách thuế liên quan là cần thiết. Bộ đang tiếp tục nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thi hành các luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội thời điểm thích hợp trong giai đoạn 2021-2030. Theo luật sư Nguyễn Văn Nhật này, để đưa được mức thuế suất cụ thể cho từng trường hợp đầu cơ bất động sản không hề dễ dàng. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải nắm bắt một cách chính xác. Các bạn đâu phải đơn giản đâu. Nó rất trừ đây ra bàn cãi, nó và cãi nhau chí chá. Bên cạnh đó có thể xem xét xây dựng hệ thống biểu phí thuế lũy tiến đối với việc sở hữu bất động sản thứ hai trở đi và lũy tiến theo diện tích sử dụng, giá trị bất động sản hoặc mục đích sử dụng. Ngoài việc cải thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, mới đây Bộ Tài chính cũng vừa có công văn về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhiều thứ lắm các bạn này, tùm lum tùm la hết trơn. Liên quan cái bài này các bạn tìm báo này đọc thêm. Thuế gì thuế nhưng mà đừng đè nặng lên trên cái vai người dân được. Dân có một cái nhà để ở thôi thì đừng có đánh thuế, hoặc là đánh mức độ vừa phải thôi để đảm bảo quyền lợi có mưu sinh của người dân. Chứ còn đánh thuế mà rớt quá nó các bạn là cuối cùng mà dân khổ thôi chứ. Cái này phải hết sức thận trọng các bạn. Còn chống đầu cơ là anh tăng thuế, mức thuế như thế nào, đối tượng ra sao thì có đó thì mấy anh nghiên cứu thêm. Chứ còn dân thì chỉ biết trông cậy vào mấy anh chính phủ thôi. Nói qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn như thế này. Việc chính phủ điều tiết thị trường bất động sản bằng thuế đã bằng mấy mươi năm đi rồi các bạn. Nhưng mà hiện bây giờ vẫn không đi đến đâu ấy. Lâu lâu thấy sốt đất thì mấy bác là đem ra bàn. Đất giảm nhiệt thì mấy bác lại cắt vào trong tủ. Cái lạng sốt là đem ra. Hiện bây giờ lại đem ra bàn tiếp. Mặc dù các bộ ngành tranh luận với nhau cũng khá là nhiều rồi đó. Các hiệp hội bất động sản cũng đề xuất rất là nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay vẫn còn nằm trên giấy, vẫn còn tiếp tục bàn bạc, có thể tiếp tục bàn thêm một thời gian nữa, có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, giống như thời kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi kháng chiến các bạn này. Có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng nhất định sẽ chiến thắng. Có nghĩa là một thời gian nào đó rồi cũng sẽ thông qua. Ý thứ hai mình chia sẻ với các bạn, nếu thông qua ai là người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Chắc chắn là những người có nhiều đất, những người có nhiều tài sản, nhiều bất động sản nhất. Vậy ai là người có nhiều đất và nhiều tài sản nhất trên đất nước Việt Nam chúng ta? Dân của ta thì có mức độ thôi các bạn. Nhiều nhất là những người ví dụ như là doanh nhân, những người mà buôn bán khá giả thì có nhiều đất. Chứ còn phần đa dân của mình hiện bây giờ không bao nhiêu hết các bạn. Giỏi lắm thì cũng thừa hưởng lại của ông bà cha mẹ để lại. Sau này gián tan vài tỷ hoặc vài chục tỷ thì có cảm giác mình giàu có.
mình giàu có, mình sống trên cái đống vàng đó, nhưng mà mình cũng không làm được gì đâu các bạn. Tại vì bây giờ không lẽ mình bán mình đi đâu? Cho dù đất bạn có lên 5 tỷ, 10 tỷ gì đi chăng nữa, bạn cũng phải ở đất đó. Còn các bạn bán thì bắt buộc các bạn phải đi xa hơn. Nó ngặt nghề của nó đó các bạn. Có khi là con đâm quá cạt lắm cũng phải bán. Bán xong rồi chia con cái, mỗi người đi mỗi ngã, hoặc là kiếm một cái vùng khác, đi xa hơn tí. Thì quanh đi quanh lại thì đất đai tài sản cũng nằm trong tay một số thành phần người ta gọi là tư bản đỏ các bạn này. Họ là những người làm chính sách, những người bấm nút ấy. Cho nên là phần đa họ chẳng dạy gì, người ta bấm nút. Vì họ bấm nút là chẳng khác gì chặt vào đôi chân của mình. Cho nên lâu lâu đem ra dọa bà con trai cái thôi, chứ còn cùng lắm dơ cao đánh khỏe. Chứ vì sao mà các bạn biết bằng mấy mươi năm nay không ra vấn đề. Mặc dù thế giới người ta áp dụng rất là lâu rồi, sóc đất thì mấy mươi năm nay cũng y một hình thức như vậy, có khác gì đâu. Lâu lâu dơ lên dọa như vui thôi chứ còn. Rồi cắt vô tủ lại. Mình nghĩ ít ra là bàn bạc chắc cũng còn đâu qua năm nữa các bạn, chứ cũng không có dễ dàng gì. Thì ít ra thời gian bàn bạc để cho các cụ các bác để thoát bất hạn đã. Chứ còn bây giờ mà thông qua cái ầm liền thoát trở tay sao kịp. Hoặc là có một cái mức thuế nào đó cũng nhẹ nhẹ vừa phải để cho con chịu đựng được. Chứ còn mấy bác này dễ chi mà đơn giản đó các bạn. Ý thứ ba mình chia sẻ với các bạn, luật thuế đánh vào tài sản hoặc là đánh vào bất động sản có được thông qua hay là không. Mình nghĩ dân mà cứ có ý kiến miết như thế này, hay là nhiều hiệp hội người ta có ý kiến như vậy, thì có thể thời gian nào đó rồi cũng sẽ được thông qua thôi các bạn. Còn bao giờ thì mình cũng không có biết được. Có khi là các bác nhà ta phải thoát bất hàng ra cái đã, rồi từ từ hận tính. Chứ còn bây giờ chưa thoát ra được thì còn lao lắm, mình cho là như vậy. Còn tương lai gần cũng chưa chắc đó các bạn, có thể là đâu qua năm nữa. Các bạn biết hiện bây giờ tài sản của chúng ta đang trú vào đất là con số khổng lồ, nhiều kinh khủng lắm các bạn. Các bạn biết mỏng đất bây giờ là đâu có tỷ, vài tỷ. Có những cái biệt thự có trăm tỷ. Các bạn biết là những người đó người ta giữ biết bao nhiêu cái. Việt Nam mình có hàng ngàn, hàng vạn. Các bạn nhân ra là biết bao nhiêu tiền. Số tiền khổng lồ đó các bạn. Ý thứ tư mình chia sẻ với các bạn, nếu luật thuế này mà được thông qua thì đất có hạ xuống hay là không, hoặc là có chặn được nạn đầu cơ bất động sản hay là không. Cái này mình nghĩ tùy thuộc vào tình hình cụ thể, chứ cũng chưa nói trước được các bạn. Ví dụ như là đánh thuế là đánh vào sản phẩm nào, phân khúc nào, đối tượng nào, và có mức thuế là bao nhiêu phần trăm. Nếu có mức thuế suất cao á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá bất động sản đó các bạn. Còn nó có giảm hay tăng thì hiện bây giờ mình cũng chưa có dám nói với các bạn được. Hay là có khi nó tăng giá thêm. Anh trai cạm vô bác người tiêu dùng trả là còn chết nữa. Vì nó phụ thuộc vào cái đối tượng nào là chịu thuế các bạn. Tuy nhiên nếu thuế suất mà chúng ta đánh vào những cái đối tượng, ví dụ như là căn nhà thứ hai, thứ ba, hay là nhà bỏ không bỏ trống vậy đó, mình nghĩ nó cũng hạn chế được tình trạng đầu cơ bất động sản đó. Tại vì lúc này lợi nhuận bất động sản nó không còn hấp dẫn nữa. Ví dụ như bất động sản để không mà đánh thuế cao là chắc chắn không có ai đi đầu tư đâu các bạn. Thì các bạn biết các nhà đầu tư của chúng ta mua để bất động sản không rất là nhiều. Bây giờ đánh thuế cao lên rõ ràng là họ không có mua để không được. Một là người ta mua, người ta xác định khai thác tạo ra dòng tiền, hoặc là người ta đầu tư các kênh khác. Chứ còn bây giờ để không như vậy mà đánh rất quá thì cuối cùng không ai có thể đầu tư như vậy được. Chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đó các bạn. Đặc biệt là những cái bất động sản mà để trống cũng hạn chế bất phần nào các bạn. Hiện bây giờ tình trạng mà lướt sóng đầu cơ của chúng ta chủ yếu là đất trống rất là nhiều. Ý thứ năm mình chia sẻ với các bạn quan điểm của mình á. Chắc chắn là một thời gian nào đó là các cơ quan nhà nước rồi cũng phải ban hành. Có thể người ta tìm đến một cái điểm cân bằng nào đó các bạn. Vừa làm ăn làm người dân, nhưng mà cũng để cho các bác dễ thở một tí.
để cho các bác đáng với một mức thuế suất vừa phải để các bác tiếp tục giữ tài sản và mua thêm tài sản. Chứ còn mình nghĩ mà đánh rớt đến nỗi tiêu diệt hết khó lắm các bạn, rất khó. Bởi vì tiền của các bác hiện bây giờ nhiều và rất nhiều, thậm chí nhiều cũng không biết để làm gì, mà đầu tư vào đâu chẳng hiệu quả hơn đất hiện bây giờ cũng không có được. Các bác bây giờ nắm những cái vị trí cao, đảng viên không được làm mở doanh nghiệp, không được làm kinh tế tư nhân, có gì cũng không hết thì tiền để làm đâu, tiền chạy vào đâu, chỉ có chạy vào đất thôi chứ không chạy đâu hết các bạn ạ. Chạy vào đất là an toàn và không có đau đầu, không có nhức óc, cứ bỏ đó một thời gian là đất nó sẽ lên giá, là bán thậm chí thu lợi nhuận còn khủng hơn cái việc đi kinh doanh nữa. Cho nên quanh đi quẩn lại rồi tiền cũng chảy vào đất cát thôi. Cho nên mình nghĩ có việc mà đóng thuế suất như thế nào, có việc chống được đầu cơ không là câu chuyện của tương lai. Hiện bây giờ chúng ta cũng chưa có được cái dự thảo cái đối tượng chịu thuế là như thế nào, hay là có biểu thuế ra sao hiện bây giờ vẫn chưa có biết được. Cứ bằng cải tới cải lui nhưng mà cái nội dung có cốt lõi quan trọng nhất là hiện bây giờ người dân của chúng ta cũng chưa biết. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.